Khi mặt trời còn chưa lên, chương trình Hành trình Tết Công đoàn xuân 2024 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị liên quan đồng tổ chức. Đây là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức công đoàn Đài Thọ hoàn toàn hoặc hỗ trợ một phần vé máy bay theo chương trình chuyến bay công đoàn xuân 2024. Thì đến lúc mà có nhận được cái thông báo được vé về ăn Tết đó thì mình cũng rất là vui bất ngờ, nghĩ là không được đâu, đăng ký xong rồi được. Hiện tại bây giờ mình vẫn chưa tin là mình chuẩn bị về. Thật sự là cũng lần đầu tiên được bay chuyến bay công đoàn nên là em cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, tại vì bên công ty và cũng như công đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tạo điều kiện cho tụi em là được về với ở nhà. Thì em cũng không biết nói gì hơn là rất cảm ơn mọi người. Thì cảm giác bây giờ rất là lâng lâng tại vì sắp về nhà rồi. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình Hành trình Công đoàn xuân 2024 có 675 đoàn viên lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam, có quê ở phía Bắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trực tiếp hỗ trợ vé máy bay về quê đón Tết. Với cái mong muốn của tổng đoàn là giúp cho những đoàn viên công đoàn có điều kiện khó khăn được về quê đón Tết, sum họp với gia đình. Năm 2024 Tết Giáp Thìn này thì cũng mong muốn rằng đoàn viên công đoàn chúng ta luôn là tăng cường để mà lao động sản xuất, để sản xuất ra nhiều hơn nữa của cải vật chất để góp phần vào sự phát triển kinh tế của xã hội của đất nước. Cùng với chuyến bay công đoàn xuân 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn phối hợp tổ chức chương trình chuyến tàu công đoàn xuân 2024 dành cho đơn vị người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc trong lao động và hoạt động công đoàn đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, có quê tại các tỉnh phía Bắc, có nhu cầu về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và cam kết quay trở lại làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết.